Man City vs Real Madrid, đại chiến đỉnh cao. Nhận định kèo bóng đá Man City vs Real Madrid, cập nhật thông tin mới nhất. Kèo bóng đá, nhận định bóng đá Man City vs Real Madrid ở lượt đi bán kết cúp C1. Lần đầu tiên sau 2 năm, với những tác động khủng khiếp của đại dịch toàn cầu COVID-19, Man City và Real Madrid gặp lại nhau ở đấu trường Champions League. Mùa giải ấy, 2019-20, Man City lần đầu tiên thắng được Real Madrid trên đấu trường châu lục khi hai lượt trận bị gián đoạn nửa năm. Man City tái ngộ Real Madrid trong trận đối đầu đỉnh cao. Trong trận lượt đi trên sân Bernabeu, Man City ngược dòng thắng 2-1. Sau đó 6 tháng, đội bóng Anh tái hiện tỷ số này trên sân nhà Etihad nhờ thảm họa Rafael Varane. Không có nhiều thay đổi ở Man City tính đến thời điểm này. Gabriel Jesus, người ghi bàn cả hai lượt trận trước đó, tiếp tục đóng vai trò chiến lược trong hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola. Để chuẩn bị cho màn tái ngộ Real Madrid, trận đấu mà Gabriel Jesus nhiều khả năng chỉ xuất phát từ ghế dự bị, anh bùng nổ bằng cú bốc cơ vào lưới Watford. 4 phát làm bàn của anh giúp Man City tiếp tục dẫn đầu Premier League trước áp lực từ Liverpool. So với 2 năm trước, Man City vẫn giữ nguyên bộ khung với Zé Bruni đóng vai trò nhà trường. Khác biệt lớn nhất là Pep Guardiola tăng cường Ruben Dias cho hàng phòng ngự. Trong khi đó, Real Madrid thay đổi nhiều hơn. Zinedine Zidane rời đi và Carlo Ancelotti trở lại để kiểm soát một đội bóng không được đầu tư nhiều về mặt tài chính sau đại dịch. Huấn luyện viên Ancelotti làm việc với những cầu thủ bị xem là hết động lực khi kỷ nguyên Zidane đi vào giai đoạn cuối. Một loạt ông cánh lương cao nhưng chấn thương liên tục, Eden Hazard, Gareth Bale cùng với các cầu thủ trẻ mà Zizou không thể khai thác giá trị. Nhiệm kỳ 2 của Ancelotti với Real Madrid bắt đầu bằng việc Sergio Ramos và Varane nói lời chia tay. Đổi lại, họ chỉ có David Alaba theo dạng tự do, cùng với Eder Militao trước đó chỉ đóng vai dự bị. Chiến lược gia người Italy nhanh chóng tiếp lại động lực cho các cựu binh ở Bernabeu. Bruce xính xác, Modric tạo ra những pha bóng như có phép màu, Benzema đạt phong độ mà anh chưa từng thể hiện từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Trong tập một cuộc đại chiến Man City và Real Madrid, giữa hai chiến lược gia mang triết lý khác nhau Pep Guardiola và Ancelotti, cùng các bậc thầy triển khai bóng được đại diện bởi Zé, Bruni và Modric, người hâm mộ đang chờ đợi bữa tiệc bóng đá hấp dẫn. Lực lượng Man City, João Cancelo bị treo giò, Walker và Stones bình phục. Real Madrid, Hazard, Mariano, Jovic chấn thương. Đội hình dự kiến Man City 433, Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko, Zé, Bruni, Rodri, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Sterling. Real Madrid 433, Coutoy, Cavazza, Eder Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Cruz, Van Vede, Benzema, Vinicius. Tỷ lệ châu Á, Man City chấp 1-1/4. Tỷ lệ bàn thắng 2-3/4. Dự đoán Man City thắng 2-1.